Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 9 tây tháng 3 anh em. Buổi tối hôm nay thì em lên cho anh em là khoảng 30 mấy lô ha. 30 mấy lô máy cắt cỏ anh em. Rồi phía trên này là còn những cây máy ba lô ha anh em. Ba lô ha. Hôm nay thì có con Tanaka 270 anh em. Nòng 35 ly ha, siêu đẹp luôn. Mitsubishi TL23. Echo anh em. Echo 260 ha, Echo 253. Đây là những cây máy ba lô anh em. Còn dưới này là những cái lô máy nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Rồi anh em nào chốt riêng chốt lẻ thì chọn những cái lô lẻ giùm em ha. Còn những cái lô mà nằm trong lô 3-4-5 cây đều là em không có bán lẻ ra nghe anh em. Không có bán lẻ ha. Rồi anh em nào chốt thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946626585 ha. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ nghe anh em. Rồi máy bên em là máy chưa dọn nổ. Máy chưa dọn nổ. Bao cho anh em đầy đủ đồ ha. Đầy đủ đồ. Nắp xăng, nắp bue, đầu bò, chén kẹp là bao cho anh em đầy đủ nghe anh em. Rồi máy chưa dọn nổ nghe anh em. Rồi em vô cái lô đầu tiên. Lô số 1. Lô số 1 này là lô này là cái con Tanaka nghe anh em. Tanaka này là Tanaka 270 ha. Nòng 35 ly. Cái lô cái con này thì phải nói còn cực kỳ mới anh em, bô mà còn trắng tinh là anh em biết nó mới cỡ nào rồi. Rồi, tum là tum G anh em, tum G bốn con nhỏ, bình xăng trên. Nó xài là xài chế xăng phao anh em, xài chế xăng phao ha. Tum nhỏ bốn con nhỏ. Rồi lô số 1 anh em, một cây này là 900 ngàn ha. Nòng 35 ly. Rồi lô số 2. Lô số 2 là Mitsubishi TL23 anh em. Cây này là 1 triệu 2 ha. Mitsubishi TL23 con này cũng còn bao đẹp anh em. Bao đẹp cho anh em luôn ha. Nó xài chế là chế quanh gồ 2 kim. Mitsubishi TL23. Còn cực kỳ đẹp anh em. Rồi máy này máy ba lô nhưng mà bô nó là quay thận luôn anh em, quay thận luôn ha. Mitsubishi TL23. Rồi cây này là số 2 anh em, số 2 ha, 1 triệu 2. Còn đây là số 3. Số 3 là hai con Echo anh em. Echo này là Echo 26 ha, nòng 34 ly. Echo 26 nòng 34 ly. Rồi lô này 2 cây anh em. Lô số 3 2 cây này là 2 triệu 2, 1 triệu 1 một cây ha. Echo 260 nòng 34 ly. Rồi 2 cây 2 triệu 2. Lô số 4 là con này là con Echo anh em, Echo này là Echo 253 ha. Echo 253 bình xăng dưới anh em, bình xăng dưới ha. Cái con này nó đang thiếu cái nắp bue thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ anh em. Rồi cái áo của nó là cái áo này bằng sắt nha anh em, cho nên nó bị chốc nước sơn. Về anh em mình sơn lại ha. Rồi con này bán cho anh em là 600 ngàn anh em. Lô số 4 Echo 253 bình xăng dưới. Rồi ba lô thì bao cho anh em là đầy đủ nha anh em. Đầy đủ cần lắp dây đồ hết đầy đủ luôn ha. Đây đồ đầy đủ bộ cần lắp dây nha anh em. Rồi lô số 4 Echo 253 600 ngàn. Tiếp theo là lô số 5. Lô số 5 là hai con Shindewa nghe anh em. Shindewa này là Shindewa 234 và Shindewa 232. Rồi hai con này là 850 ngàn cây ha, hai cây là 1 triệu 7. Tay lái là tay lái tròn nghe anh em, tay lái tròn luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ nha anh em, hơi lửa ngon lành. Shindewa 232 và 234. Hai con 1 triệu 7. Lô số 5. Rồi lô số 6. Lô số 6 là hai con Shingu nghe anh em, Shingu này là Shingu 232 ha. Rồi hai cây 1 triệu 4 anh em, 700 ngàn cây. Nó xài chế là chế ga ngang anh em, chế ga ngang. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn anh em, mặt giật trợ lực luôn ha. Rồi hai con này là 1 triệu 4 anh em, 700 ngàn cây. Tay lái của nó là tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 6 hai cây 1 triệu 4, 700 ngàn cây. Tiếp theo là lô số 7 anh em. Lô số 7. Rồi lô số 7 là hai con Echo 261. Hai con này Echo 261 nòng 34 ly anh em. Chế của nó là xài chế 2 kim luôn ha. Tay lái của nó là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ anh em. Lô số 7 là hai cây là 2 triệu 7, 1 triệu 350 một cây ha. 1 triệu 350 một cây anh em. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn, mặt giật trợ lực nòng 34 ly. Rồi lô số 8 là con Honda. Honda này là Honda GS25 nha anh em, GS25 ha. Con này thì là GS25 bình xăng dưới. Tum là tum G nha anh em, Honda GS25 ha. Con số 8 này 2 triệu anh em, tay lái dài ra bóp luôn. Tem mát là Honda luôn anh em, đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ luôn nha. Rồi lô số 8 anh em 2 triệu Honda. Lô số 9 là con này là con Komatsu anh em. Komatsu là Komatsu 3400 bình xăng trên. Rồi con này thì
Con số 9 nha anh em. Con này 2.1 triệu ha, 2.1 triệu. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn anh em, trợ lực luôn ha. Rồi con số 10. Con số 10 là con này là con Echo anh em. Echo này là Echo 260 ha. Echo 260. Con này là chạy sân riêng nhất riêng anh em. Sân riêng nhất nhất riêng. Rồi con số 10 là 1.5 triệu, tay lái của nó là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn ha. Đầu bò chén kẹp dao hiện bao cho anh em đầy đủ luôn. Rồi lô số 10. Lô số 10 anh em 1.5 triệu, sân riêng nhất riêng. Lô số 11 là con Sindewa Shot. Sindewa Shot 230 anh em, 230 ha. Mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn anh em, trợ lực luôn ha. Chế là chế quanh gồ ga ngang. Con số 11 này là 1.1 triệu anh em, tay lái cũng là tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ cho anh em luôn. Sindewa Shot 230. Lô số 11 1.1 triệu. Lô số 12 con này là con Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu TL261 ha. TL261 anh em. Rồi con số 12 này là 1.7 triệu. Tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ luôn ha. Mitsu TL261 anh em. Mặt giật trợ lực luôn ha. 1.7 triệu. Sindewa Shot 1.1 triệu. Echo 26 sân riêng nhất riêng anh em 1.5 triệu. Komatsu 3.400 con này 2.1 triệu anh em. Honda GS 25 2 triệu. Còn đây là Echo 261 anh em 1.350 triệu một cây. Shingu 700.000 một cây. Còn đây là Sindewa 3 số anh em, lô này 850.000. Rồi tiếp theo là lô số 13 anh em. Lô số 13 ha. Lô số 13 này là ba con Austin 26. Đây Austin 26 anh em. Con này là FS 26 ha. FS 26 luôn. Rồi lô này là Austin 26 anh em, lô này 3 cây ha. 3 cây. Lô này thì là tay lái của nó là 2 tròn 1 dài anh em. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn. Lô này 3 cây 3.6 triệu. 1.2 triệu một cây. Rồi Austin anh em, Austin 26 ha, 1.2 triệu một cây, lô số 13. Lô số 14 là Makita. Lô số 14 anh em, Makita. Makita này là Makita 26 anh em, 3 cây là 2.4 triệu, 800.000 cây. Tay lái của lô này là 2 dài 1 tròn anh em. 2 dài 1 tròn ha. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 14, 3 cây 2.4 triệu, 800.000 một cây. Makita 26 nòng 34 ly. Lô số 15. Lô số 15 là lô này là tiếp tục lô số 15 nha anh em. 14 tới 15. Lô số 15 là lô Echo QX 261 anh em, hàng 6 luôn ha. Rồi lô này 2 cây anh em, 3 triệu ha, 1.5 triệu một cây. 26cc đồng 34 ly anh em. Lô số 15 1.5 triệu một cây. Tay lái là tay lái dài anh em, chế của nó là xe chế quanh gồ hai kim luôn ha. Tay lái dài. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em, thiếu cái đầu bò thì em lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 16. Lô số 16, lô này là lô TU anh em. TU này là TU 26cc ha, nòng 34 ly. Lô này thì tay lái của nó là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 16, 4 cây 6 triệu anh em. 1.5 triệu một cây. Mitsu TU 26 nòng 34 ly. Rồi lô số 16, 4 cây 2 triệu, 4 cây 6 triệu, 1.5 triệu một cây. Rồi lô số 17. Lô số 17 là lô này là lô Kawasaki anh em, TD24 ha, lô này thì quá đẹp anh em. Quá đẹp luôn, liền lạc. Thiếu nắp bu e thì em lắp cho anh em đầy đủ ha. Lô số 17 là 3 cây 1.950 anh em. 650.000 cây, tay lái là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò chén kẹp dao em bao cho anh em đầy đủ luôn, hơi lửa ngon lành. Hơi lửa ngon lành cho anh em luôn ha. Kawasaki TD24 anh em. Lô này em thấy quá đẹp anh em ơi. Quá đẹp luôn, màu sắc nó còn bóng hới à. Rồi lô số 17 ha, 3 cây 1.950. 650.000 cây. Lô số 18 là hai con Mitsu anh em. Mitsu TL23 ha. Hai con này thì quá đẹp anh em, như máy thùng luôn nè. Quá đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Rồi Mitsu TL23 anh em, hai cây này là 2.6 triệu ha, 1.3 triệu một cây. Lô số 18.
quá đẹp luôn anh em, cũng hới à, bô đồ còn quá đẹp luôn. Tay lái cũng là tay lái dài anh em, tay lái dài. Đầu bò chiến kẹp dao hiện bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 18 TL23, hai cây là 2,6 triệu, 1,3 triệu một cây. Đây Mitsu TL23 anh em, hai cây 2,6 triệu. Kawasaki TD24, lô này 650.000 một cây. Còn đây là Mitsu TU anh em, TU là TU26 ha, lô này 1,5 triệu. Còn đây là Echo QX 261, lô này 1,5 triệu cây anh em. Makita 264, 262, 800.000 một cây. Còn đây là Austin anh em, Austin ha, FS26 này, FS26, FS2603 anh em. Rồi lô này 1,2 triệu cây, 3 cây là 3,6 triệu. Rồi lô số 19, lô số 19 nha anh em, lô số 19 là lô này là lô Mitsu TLE26 anh em. Lô này là màu vàng ha, bao đẹp cho anh em luôn. Rồi bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn nha. Rồi lô này 4 cây anh em, 4 cây ha, màu vàng tươi. Tay lái của lô này là tay lái dài hết cho anh em luôn. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ ha, thiếu cái đầu bò thì em lắp cho anh em đầy đủ ha. Rồi lô số 19 nha anh em, 4 cây 4,8 triệu, 1,2 triệu một cây. Mitsu TLE26 27cc, nòng 34 ly. Rồi lô này 1,2 triệu cây anh em, 4 cây là 4,8 triệu. Lô số 20, lô số 20 là lô này là lô Tanaka anh em. Tanaka là Tanaka chữ A ha, lô này thì quá đẹp anh em, cực kỳ đẹp luôn. Rồi Tanaka chữ A, lô này em bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn ha. Bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn. Tay lái của lô này thì là tay lái dài hết anh em, cực kỳ đẹp luôn. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao đầy đủ. Lô số 20, 6 cây là 3,3 triệu, 550.000 một cây anh em. Tanaka chữ A ha, cực kỳ đẹp. Rồi Tanaka chữ A anh em, lô này lô số 20 ha, 550.000 cây. Quá VIP anh em, lô này quá VIP luôn. Quá mới anh em. Lô này thì em thấy là liền lạc anh em. Rồi lô số 20. Lô số 21 là lô này là lô Gilby anh em. Gilby ha. Rồi lô số 21 là lô Gilby. Gilby này là Gilby 26 anh em. 26, Gilby 26 nòng 34 ly. Rồi lô này quá đẹp luôn anh em, 26cc. Tay lái của nó là tay lái dài anh em. Đầu bò chấn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 21, 4 cây 3,4 triệu, 850.000 một cây anh em. 850.000 cây ha, 4 cây 26cc nòng 34 ly hết luôn nha anh em. Rồi lô số 22 là lô này là lô Magu. Magu này là Magu 26cc anh em, nòng 34 ly tum gời. Magu 26 tum gời. Rồi lô này là tum gời hết nha anh em. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chấn kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ. Lô số 22. Lô này thì 5 cây nha anh em. 6,250 ha. 1,250 một cây. Lô số 22 nha anh em. 5 cây 6,250. 1,250 cây, lô số 22. Magu 26 tum gời. Rồi đây là Magu 26 tum gời nha anh em, 1,250 cây ha. Gilby Xenos 26cc nòng 34 ly. Lô này 850.000. Còn lô này là Tanaka chữ A nha anh em, 550.000 một cây. Còn đây là Mitsu TLE 26 27cc, 1,2 triệu một cây nha anh em. Quá đẹp luôn anh em, cực kỳ đẹp. Rồi hơi lửa ngon lành cho anh em hết ha, hơi lửa ngon lành cho anh em hết luôn. Rồi lô số 23. Lô số 23 là lô này là lô Gobincock nha anh em. Gobincock ha. Rồi lô này tổng cộng 5 cây nha anh em, Gobincock. Tay lái thì em sẽ tặng cho anh em tay lái dài mới luôn ha. Đầu bò chấn kẹp dao bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 23 nha anh em, 5 cây là 2,750. Gobincock 550.000 cây nha anh em. 550.000 cây. Lô số 24 là lô này là Magu. Magu này là Magu 26cc nha anh em, nòng 34 ly hết luôn ha. Magu 26cc nòng 34 ly. Lô này tay lái thì có một cái tay lái tròn nha anh em. Một hai cái tay tròn, hai tay tròn anh em, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chấn kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 24. Magu 26 6 cây là 6,6 triệu anh em. 1,1 triệu một cây. Magu 26cc anh em, nòng 34 ly. Rồi 1,1 triệu một cây. Lô số 25 là lô này là lô Echo.
Echo này là Echo 2021 anh em. Echo 2021 ha. Rồi lô này thì 550.000 cây anh em, 7 cây là 3.850.000 ha. Lô số 25 550.000 cây. Tay lái của lô này thì em thấy là có 1 2 tay tròn anh em, 2 tay tròn còn lại là tay lái dài hết luôn. Echo 200 anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha, đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 25 7 cây là 3.850.000, 550.000 một cây anh em. 550.000 cây ha. Echo. Lô số 26 là lô Tanaka vượt sao anh em. Tanaka vượt sao ha. Rồi lô Tanaka vượt sao thì là tổng cộng 6 cây anh em, 6 cây ha. Tay lái cũng là tay lái dài hết luôn. 500.000 một cây anh em, 6 cây là 3 triệu. Lô số 26 Tanaka vượt sao. Rồi đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 26 6 cây 3 triệu, 500.000 một cây. Tanaka vượt sao anh em, 500.000 cây. Echo 2021 550.000. Magu anh em. Magu 26cc ha, nòng 34 ly 1.1 cây. Go Bincock 550.000 một cây. Rồi lô số 27 là lô này là lô Magu anh em. Magu 23cc ha, nòng 32 ly. Rồi lô này Magu 23cc, lô này thì 800.000 cây anh em, 7 cây là 5.6 ha. Lô số 27. Tay lái của nó là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chiến kẹp dao thì bao đầy đủ anh em. Bao đầy đủ luôn ha. Lô số 27 7 cây 5.6 800.000 một cây anh em. Magu 23 800.000 cây. Lô số 28 là lô Austin anh em. Austin này 4 cây anh em, 600.000 cây, 4 cây là 2.4 Austin. Tay lái của lô này là tay lái dài hết anh em, 4 cây ha. 4 cây là 2.4. Đầu bò chiến kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn. Rồi lô số 28 4 cây 2.4, 600.000 cây. Lô số 29 là lô này là lô Magu anh em. Magu 23 tôm gầy ha. Rồi lô này bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn. Hả? Ừ. Lô 29 là Magu 23 tôm gầy anh em, 6 cây 5.4, 900.000 cây. Tay lái của lô này thì em thấy có 2 tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn cho anh em luôn. Magu 23 anh em, lô số 29, lô này 900.000 cây anh em. Magu 23G. Rồi tiếp theo là lô số 30. Lô số 30 là hai con này là hai con Nativo anh em. Hai con Nativo ha, 550.000 cây, hai cây 1.1 anh em. Nativo. Tay lái của nó là một dài một tròn, gà bóp hệ luôn anh em. Con này thì gà bóp ống cần ha. Tay lái tròn. Con này gà bóp trên tay lái. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 30 2 cây 1.1 550.000 cây. Lô số 31 là lô Echo anh em. Echo này là Echo 230 ha, 230 235. Rồi lô này thì 800.000 một cây, 5 cây là 4 triệu anh em. Lô số 31 Echo 230 235. Tay lái là hai tay lái dài, hai tay lái tròn, còn lại là ba tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 31 ha, 5 cây 4 triệu 800.000 một cây. Echo anh em. Echo 230 235 Nativo anh em. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626 585 anh em. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ ha. Rồi xin chào tất cả anh em.